Kính thưa quý vị và các bạn, em tên là Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 4A. Bằng tất cả tình yêu, lòng quý trọng đối với bác, em xin kể câu chuyện Những giây phút cuối đời của bác Hồ. Câu chuyện được tổng hợp từ nhiều lần em nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo kể về bác. Chuyện kể về những ngày bác ốm nặng, mà bác ốm nặng nhất từ ngày 25 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 thì bác mất. Những giây phút cuối cùng của bác thì mới xót xa. Bác không có ăn uống gì đâu. Nhật ký chữa bệnh cho bác ghi từng ngày một, mỗi ngày 2 thìa sữa mà bác có nuốt nổi đâu. 2 thìa cháo loãng mà bác cũng không ăn hết. Mạch máu ở cổ bác gần như vỡ hết, bệnh phổi tái phát lại. Thế nhưng trong những ngày ốm nặng, mỗi lần tỉnh dậy sau cấp cứu, bác hỏi han mọi việc. Hôm nay chiến trường miền Nam đánh thắng ở đâu? Ở Hà Nội đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Tối ngày 30 tháng 8 năm 1969, bác lại phải trải qua một cơn đau và sau đó đi vào hôn mê sâu. Những biện pháp tốt nhất được các bác sĩ sử dụng để cấp cứu cho bác, rồi bác dần dần tỉnh lại. Bác hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng về công việc chuẩn bị lễ kỷ niệm Quốc Khánh và căn dặn: các chú nhớ phải bắn pháo hoa để mừng chiến thắng của nhân dân. Bác còn hỏi han tình hình nước sông Hồng và nhắc nhở phải đề phòng lũ lụt. Bác còn muốn ra dự lễ Quốc Khánh gặp đồng bào dù chỉ 5-10 phút. Trưa ngày mùng 1 tháng 9, trên giường bệnh lúc tỉnh, lúc mê, nhưng khi thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm, thì bác lại rất tỉnh. Bác hỏi: tỉnh cho bác xem Quốc Khánh lần thứ bao nhiêu? Thưa bác, 24 năm ạ. Bác lại hỏi tiếp: hai giáp có phải không chú? Rồi bác dặn là nấu cho bác một bát cháo đầy, bát to cho bác, nấu đặc cho bác. Bác sẽ cố ăn bằng hết bát cháo để bác có sức. Mai bác ra với đồng bào, bác nói dăm câu. Bác dặn là tiêm thuốc trợ lực cho bác để bác có sức. Mai bác ra với đồng bào dăm phút thôi. Có muốn đi phải nhìn dân mới đi được, phải vĩnh biệt dân mới đi được. Bác không ngờ được rằng là chúng ta meeting xong hết rồi. Meeting năm đó sớm lắm, buổi tối 31 tháng 8 đã xong hết rồi. Mà trời cứ mưa tầm, mưa tả, mà bác cứ đinh ninh là mùng 2 mới làm meeting. Đến khi bác nói một câu mà tất cả mọi người trong phòng đều khóc hết. Bác nói: trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Không ai cầm được nước mắt, Thủ tướng cũng không nỡ giấu bác nữa. Đến bên đầu giường bác, cầm tay bác mà nói: thưa bác, meeting xong rồi, chúng tôi mới vào đây với bác, mong bác yên lòng. Bác khóc, bác bảo không còn cơ hội nữa, có phải không? Thế là cháo chưa kịp nấu, thuốc chưa kịp tiêm thì bác đã đi rồi. Trước khi đi, bác nhìn tất cả chúng ta một lượt nữa như vĩnh biệt. Và bác dành cái nhìn lâu nhất cho một người, đồng chí Vũ Kỳ, được gọi là tiểu đồng của bác. 25 năm liền ở với bác, ông Vũ Kỳ hiểu bác từng chi tiết một. Ông chạy từ cuối giường đến đầu giường, vừa gọi bác vừa khóc. Đến đầu giường, ông quỳ xuống để ngang tầm với bác cho bác đỡ vất vả. Và quả nhiên, bác hồn lên tràn Vũ Kỳ rất lâu, rồi tắt thở đúng 9 giờ sáng. Trên ngực áo của bác cũng đẫm nước, cả một vùng khoang ngực. Nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau cấp
cứu hồi sức cho bác mà tim bác không đập lại được, mà không một tấm huân chương trên ngực áo, bác thừa nhận là mình chưa xứng đáng đời miền Nam giải bóng đá. 9:47 ngày 2/9/1969, từ nơi ở của bác truyền đến cho nhân dân và nhân loại một nỗi đau, để cho đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy mãi như không bao giờ hết trong niềm tiếc thương vô hạn, bị đốn tận lòng, bị đau tận gốc. Cái cơn đau của rừng nghiến đại ngàn dằn xuống rồi lại nổi dậy từng cơn. Vậy là mong ước cháy lòng của người là ra gặp đồng bào trong lễ quốc khánh không thực hiện được, bởi vì người ra đi đúng vào ngày người lập quốc. Tuy bác đã đi xa, nhưng người còn để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Để lại cho chúng ta sự kính phục nhân cách của người, dâng cả cuộc đời cho dân tộc, đến phút cuối đời cũng chỉ lo cho dân, cho nước. Bác ơi, tìm bác mênh mông thế, ôm cả non sông, mọi kiếp người. Chúng cháu, thế hệ tương lai, được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước hòa bình và phát triển, soi mình và cuộc đời vào tình yêu thương bao la của bác, càng thêm thương, yêu bác hơn. Chúng cháu xin nguyện ra sức học tập, rèn luyện theo gương bác từ trong tim, bằng tất cả niềm tin yêu, niềm tự hào, khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như ý nguyện của bác kính yêu. Cháu xin dừng câu chuyện kể tại đây. Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, an yên và luôn giữ tròn trong tim một tình yêu với bác. Cháu xin trân trọng cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.